Ở đời, không ít người tự hỏi vì sao con người khổ sở và bao giờ mới hết khổ đây? Có những câu hỏi này cũng chỉ vì chúng ta chỉ mới thấy cái ở hiện tại mà không còn nhớ mình đã từng sai phạm những gì trong quá khứ. Nhưng đó là nội dung chính mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn ngay sau đây. Có một vị đệ tử nọ, sau một thời gian dài ở bên một vị thiền sư, đã học được cách quan sát tốt hơn về cuộc sống. Có lần cậu hỏi thầy mình: vì sao con người lại khổ sở? Thiền sư mỉm cười: rồi con sẽ hiểu ra điều này thôi, lúc này không cần quá nóng vội đâu. Một ngày nọ, hai thầy trò đi qua một cái ao và gặp một người đàn ông đang bẫy cá. Cậu đệ tử ngay lập tức chạy lại và khuyên ông ta nên dừng việc đó lại. Cậu bắt đầu thuyết giảng về nhân sinh, về thiện ác trên đời. Thế nhưng người kia không quá bận tâm, vì ông ta đang cần mẻ cá này để đem về nuôi sống gia đình mình. Thấy người câu cá không lắng nghe, chú ta bắt đầu nóng giận và trách mắng. Hai người cãi nhau qua lại một lúc, cho tới khi vị thiền sư lại gần, kéo đệ tử của mình ra rồi nói nhẹ nhàng: công việc của những người tu hành như chúng ta là để giảng giải, không phải để chê trách người khác. Nhưng nếu không có ai đứng ra trừng phạt ông ta thì ông ấy vẫn tiếp tục phạm sai lầm như thế à? Con không phải lo nghĩ đâu, thần Phật ở trên cao sẽ nhìn thấu tất cả. Ai làm sai rồi cũng sẽ phải nhận hậu quả của mình thôi. Do đó, con chớ xen vào việc của người khác, con mắng nhiếc người ta là không phải rồi. Chú tiểu dù không hài lòng lắm với câu trả lời của thầy, nhưng cũng phải đành rời đi. Một vài năm trôi qua, một hôm, vị thiền sư và cậu đệ tử của mình lại có việc đi ngang qua cái ao ngày nào. Lần này họ không nhìn thấy người đàn ông nào, mà chỉ thấy một con rắn bị thương nằm bên mép ao. Trên thân mình của nó là những giọt máu rỉ ra, và từ chỗ đó những con kiến bắt đầu bò lên đánh nhau ngấu nghiến cái cơ thể còn đang thoi thóp trong đau đớn quằn quại. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng người đệ tử bỗng dưng trào lên một cảm giác xót xa và thương cảm. Cậu toan định chạy tới giải cứu cho con rắn bất hạnh khỏi kiếp nạn, nhưng lại bị vị thiền sư giữ tay lại. Cảm thấy vô cùng khó hiểu, chú tiểu đã mạnh dạn hỏi thầy: thưa sư phụ, lần này con đâu có mắng nhiếc hay trừng phạt người khác à? Con đang làm một việc tốt mà, tại sao người lại ngăn cản con? Con hãy để con rắn phải chịu những gì nó đã gây ra đi. Nếu bây giờ con cứu nó sẽ tiếp tục phải chịu khổ sở trong những kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, vì nó đang phải trả nghiệp cho những gì mà nó gây ra. Thấy tò mò, người đệ tử hỏi lại thầy của mình: thưa sư phụ, con rắn đã làm gì mà phải chịu kiếp nạn như thế này ạ? Kiếp trước nó chính là người đã đặt cái bẫy cá mà từng tranh cãi với con năm trước đấy. Những con kiến bây giờ chính là những con cá bị anh ta bắt được. Quả là công lý thực lực kỳ lạ. Mỗi một khoảnh khắc mà con chứng kiến trong cuộc sống này đều hoặc là nhân hoặc là quả. Ai làm việc tốt hay việc xấu thì sẽ đều nhận được kết quả mà hành động đó đã gây ra. Trong cuốn kinh Vệ Đà, chúng ta đã được dạy rằng phải luôn luôn nhớ những việc mình làm và nghĩ về những điều đó, vì ta sẽ phải chịu những kết quả mà nó mang lại. Mỗi một khoảnh khắc của cuộc đời đều vô cùng quý giá, đừng lãng phí nó vào những việc xấu. Sau khi nghe sư phụ giảng giải, người đệ tử vẫn chưa hết thắc mắc: thưa sư phụ, vậy mỗi khi có người gặp nạn là do họ phải trả giá cho hành động của mình, vậy chúng ta không nên giúp đỡ họ hay sao? Vị thiền sư mỉm cười từ tốn giải thích: không, mỗi khi con thấy ai đó gặp khó khăn
hãy giúp họ. Lần này ta bảo không giúp, vì ta đã nhìn thấy tiền kiếp của con rắn và không muốn nó lại phải chịu sự đọa đày trong kiếp sau. Còn nếu ta không biết gì, nhìn thấy người khác gặp khó khăn mà không cứu giúp, thì đó lại là tội lỗi của ta. Cuối cùng, bao thắc mắc trong lòng của người đệ tử cũng đã được giải đáp. Ta gặp nạn để trả giá cho lỗi lầm của chính mình. Mỗi khi gặp nạn, chúng ta thường cố gắng tìm cách giải thích là vì mình bị xui, do người này xấu tính, người kia o ép, hay thời kỳ chưa chín mùi, vân vân. Dù cho rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng ít người tự nhận trách nhiệm của mình trong đó. Thế nên, họ không chỉ chịu khổ về hoàn cảnh hiện tại, mà còn cả ở tâm lý nữa. Luôn có cảm giác bị dằn vặt, khó chịu, bất an từ trong tâm của mình. Ta nên hiểu rằng, theo luật nhân quả, việc ta phải nhận về ác nghiệp ở hiện tại đều được giải thích là do ta đã tự mình gây ra trong quá khứ, dù ta có nhớ hay không. Cho nên không thể quán thán hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Hơn nữa, bạn cũng có thể tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao con người ta khổ sở qua câu chuyện của vị chú tiểu vừa kể ở trên. Thực tế cho thấy, ta gieo gì thì gặt nấy, có muốn trốn tránh thì cũng vô ích, vì luật nhân quả rất công bằng với bất cứ ai. Thậm chí khi ta tìm hiểu về cuộc đời của Đức Thế Tôn, cũng đã biết rằng anh họ rấp tâm hãm hại Đức Phật trong gần như hết cả cuộc đời của Ngài cũng chỉ vì nhân duyên trong tiền kiếp. Vì thế, ngay từ cuộc sống hiện tại này, hãy cố gắng làm nhiều việc thiện, việc lành, chẳng cần mong ai đó ghi nhận làm gì, chỉ cần trời biết, đất biết, ta biết là đủ. Thời gian là thứ quý giá nhất ta có trong cuộc sống này. Do đó, đừng lãng phí bất cứ khoảnh khắc để làm việc vô nghĩa, đừng lãng phí nó vào những việc xấu xa. Nếu ta không thức tỉnh, không tự răn mình để sửa đổi, thì ta cũng sẽ như anh họ của Ngài Đề Bà Đạt Đa, chỉ suốt ngày rước khổ sở và đau đớn tủi nhục về mình. Anh ta suốt ngày rắp tâm, cố làm hại Đức Phật mãi không được. Trong khi đó, Đức Phật vẫn có cuộc sống an nhiên tự tại. Ngài vô tư, thoải mái suốt cuộc đời, không cần quan tâm mình có đang bị tiểu nhân hãm hại hay không. Ta vốn chẳng thể hoàn hảo, nên vẫn thường xuyên phạm phải sai lầm. Nhưng điều quan trọng là biết ăn năn hối lỗi, biết phải chịu rắc rối do nhân xấu của mình đã gieo, thì hãy cam tâm tình nguyện chịu hình phạt tương ứng. Có thể thấy, ngay cả những rắc rối mà Đức Phật phải lãnh chịu trong thời kỳ còn ở cõi ta bà không phải là ít. Tất cả đều xuất phát từ những sai lầm do Ngài phạm phải, bao gồm cả việc ăn phải cháo nấm độc khi đó. Thuần Đà thực tâm muốn cúng dường cho Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, đã tự tay vào rừng lựa từng cây nấm nấu lên bát canh thơm ngon ấy là tấm lòng thành kính trước Đức Phật của ông. Thuần Đà không hề biết trong số nấm mình hái có nấm độc. Vì thế, việc dâng cúng lên Phật chỉ là vô tình, hoàn toàn xuất phát từ tâm thiện. Người không biết thì không có tội. Hơn nữa, việc Phật nhập diệt đã có điềm báo từ trước. Kể cả không có bát canh nấm kia, nhưng Phật biết rằng đó là quả của mình phải nhận do những việc bản thân mình đã vô tình làm sai trước đây, nên vẫn vui vẻ đón nhận bát canh có độc ấy, không một lời oán thán. Nhìn về ta ở hiện tại, nếu gặp khó khăn mà ta không hiểu được nguyên do, ta càng cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hơn, vì luôn tự hỏi tại sao lại là ta. Thế nhưng khi hiểu sâu về nhân quả, dù ta không biết rõ mối duyên nào khiến ta lao đao khổ sở, nhưng hãy cứ nghĩ rằng âu cũng là ta đành phải chịu hình phạt của mình đã gây ra. Từ cách nghĩ ấy mà khó khăn hiện tại to lớn cỡ nào cũng nhờ đó mà hóa nhỏ. Ta cũng cảm thấy an nhiên hơn giữa cuộc đời này, chẳng còn sợ hãi
trước những bi ai của cuộc sống nữa. Lời Phật dạy, cách lìa khổ được vui. Làm được điều này, hát cuộc đời an nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này ngắn lắm. Ai cũng cần phải nỗ lực cố gắng để có cuộc sống như ý muốn. Chúng ta hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận hạnh phúc như ý nha. Thứ nhất là sống không tham niệm. Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ trong lòng rằng tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, trở nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ngay như bố mẹ, với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta, cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta, che chở bao bọc cho ta mãi được. Chuyện phận hữu hạn dài ngắn khác nhau. Quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình. Quá dựa dẫm tham niệm vào sự hỗ trợ giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn mà không có sự cố gắng của chính mình, thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ hụt hẫng. Thứ hai là sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình. Song, con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện làm việc không cần cố gắng. Tiết chế ích kỷ của mình, lòng lương thiện sẽ mạnh lên. Người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người, vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng lương thiện sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Thứ ba là sống khiêm nhường. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. Theo lời Phật dạy, con người ta sống trên đời phải biết học hành khiêm tốn. Đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng. Dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình. Dần hào quang trên đầu cũng sẽ dần biến mất. Nhưng khi học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, dù giàu hay nghèo, thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều dần hào quang bao bọc. Quý nhân cũng từ đó mà ra. Thứ tư là sống biết hàm ơn. Uống nước phải nhớ nguồn. Con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác nguồn cội của mình. Cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, là người giúp chúng ta từ việc nhỏ nhất trở đi. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không bút gì có thể tả xiết. Đó là quý nhân đầu tiên của đời ta. Tiếp bước vào đời, ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo giảng dạy cho ta. Lại có thêm quý nhân nữa là bạn bè luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta. Biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng là cách để thu hút dẫn quý nhân. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Hà cớ gì phải đi đâu xa xôi để kiếm tìm quý nhân. Thứ năm là sống quyết đoán, biết hành động đúng lúc. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp. Theo lời Phật dạy, người chín chắn trưởng thành khi có ý tưởng tốt, đã suy nghĩ kỹ càng
thì nên lập tức hành động, chớ nên do dự đắn đo để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. Người chưa làm đã lo thua thiệt, thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện. Thứ sáu là sống có khí phách. Quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách, bởi ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự đáng giá và đem lại kết quả tốt. Người có khí phách, có ý chí, có tham vọng, có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ, vượt bậc. Họ không giấu dốt, không ngại thể hiện ra mình còn có nhiều thiếu sót và bày tỏ tinh thần cầu tiến, nên được quý nhân hỗ trợ. Còn với những người so đo tính toán, không kiên định, dễ thay đổi, lại sợ mất thể diện, thì dù có được quý nhân trợ giúp, chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo. Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham. Phật dạy ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. Trong đó, chữ tham đứng hàng đầu. Vì lòng tham nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê, u tối. Dục vọng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn lên thành nghiệp ác. Tham lam không phải là bản chất của con người. Phật dạy rằng, bất kể ai sinh ra như tờ giấy trắng, đều có trái tim thuần hậu và thiện lương. Nỗi tham lớn dần lên theo năm tháng, theo những điều mà con người muốn sở hữu và đang sở hữu. Càng có nhiều thì càng tham nhiều, càng mong nhiều lại càng tham nữa. Dục vọng không bao giờ dừng lại. Lòng tham tạo nên dục vọng, và dục vọng phóng đại lòng tham. Nếu không biết tiết chế, kìm nén lòng tham, thì chắc chắn con người sẽ rơi vào tai họa. Vì như Phật đã nói, lòng tham nổi lên, phúc đức tiêu tán. Dù làm trăm ngàn việc tốt, cố gắng tu tích thế nào mà không buông bỏ được lòng tham, thì tai họa dẫn đến, phúc lộc dẫn bay đi, không giữ lại được gì. Mà tham thường đi liền với ác. Vì tham nên làm ác để thỏa mãn thứ mình muốn, làm ác để thỏa lòng tham vô bờ bến. Người xưa có câu, người sống thiện họa sẽ rời xa, cho dù phúc chưa tới. Người sống ác, phúc sẽ rời xa, cho dù họa chưa tới. Đừng nghĩ rằng tham mà không bị báo ứng. Nhân quả luôn có, dẫu rằng đến muộn. Con người sống giữa nhân sinh là đều thuận theo luân hồi nghiệp báo, không ai tránh được, càng không ai thay đổi được. Vì thế, Phật dạy buông bỏ lòng tham, tu tâm dưỡng tính, chính là việc đầu tiên để tích đức hành thiện. Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trên hết là phải biết đủ. Không tham lam, không vọng tưởng, thì hạnh phúc ngay trong phút giây ấy, phúc đức ngay trong phút giây ấy. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí tuệ. Cuộc sống là vô hạn, đời người là hữu hạn, cũng như thứ trên đời này là vô hạn, khả năng của con người là hữu hạn. Cứ níu kéo những điều không thể thuộc về mình, dành những thứ vốn không thể với tới, chính là một loại đau khổ, một loại hành xác. Từ bỏ tham lam, sống đời bình an. Tham lam là liều thuốc độc. Đức Phật chỉ về ba điều khi người ta mất đi mới biết, khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Con người ta mệt mỏi cũng bởi sân si. Càng tham ái sân si nhiều thì càng mệt mỏi. Vì thế, trước khi rời bỏ cuộc đời này mà đi, nhất định phải học được ba điều này. Hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo. Ông chợt nhận ra rằng
tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà trong lòng phấp phỏm hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi, nay ông có thể tĩnh tâm lại để nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cái cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn nhưng vẫn cầm cuội đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi sự xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba: tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bài cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết và lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thì ra con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là cho đi, và thứ ba là buông xuống. Là người nhất định phải biết nghỉ ngơi. Phật giáo cho rằng trong xã hội này có 2 loại người: một là quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa. Còn loại người thứ hai là sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng có người mới được ít đã thấy đủ, có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là 2 dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ cảm thấy vui vẻ chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ sẽ cảm thấy vui vẻ, tri túc. Nếu một người nào lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc mà không biết dừng nghỉ, sẽ có ngày cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng, bởi vì khi ta đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Người thông minh là người biết nên làm và nên nghỉ ngơi hợp lý. Có như thế mới cân bằng cuộc sống và an nhiên tự tại. Đồng thời, con người sống cũng phải biết cho đi. Trong cuộc sống này,
những gì ta cho đi bằng tình người mới thực sự đúng nghĩa là cho, mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác, thì đây chính là cách giúp ta có thể nhận lại được niềm vui và hạnh phúc, bởi trong ta không có sự toan tính. Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào, thì chính ngay khi ấy chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn. Khi ta cho mà không có sự tính toán, thì sự cho ấy mới là cao thượng, nên ta sẽ nhận được sự an lạc hạnh phúc. Còn một điều nữa, đó là phải học cách buông xuống. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân, si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả, thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi, ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm thôi rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Tham lam là một liều thuốc độc, và dục vọng lại là con dao hai lưỡi. Có một cuộc sống ổn định rồi vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái, có cuộc sống thoải mái rồi lại muốn hưởng thụ những vật chất xa qua. Nếu dục vọng không có điểm dừng, thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này. Bạn nên biết rằng khi bạn cả đời lao động vất vả, và khi đến tuổi về hưu, có nghĩa là bạn đã làm xong nghĩa vụ với đất nước, với gia đình và với bản thân mình. Đây là lúc bạn phải buông tất cả để niệm Phật và tu hành làm điều công đức, để tạo nhân duyên phước đức cho mình mà về với Phật. Nếu bạn còn tham và làm việc để kiếm thêm tiền, tức là bạn đã ăn hết lộc của bạn ở đời này, đời sau bạn sẽ trở thành người nghèo khổ nhất thế gian. Và cái quan trọng là khi chết, tất cả dứt đi hết, không mang được gì, mà nghiệp thì vẫn phải trả. Vậy thì còn lý do gì để bạn không buông xả? Vì muốn thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi tâm niệm, mọi căn cơ, nên cùng một việc niệm Phật mà có nhiều phương pháp sai khác nhau. Mỗi phương pháp lại có một tác dụng đặc biệt riêng của nó. Khi niệm Phật, người tu hành nên y theo các phương pháp nêu ra sau đây, chọn lấy một phương pháp nào thích hợp nhất với căn cơ và hoàn cảnh của mình mà hành trì. Nếu tu niệm trong một thời gian mà thấy rằng phương pháp mà mình đã chọn lựa không trấn tĩnh được tâm cảnh vọng động, thì nên bỏ phương pháp đó, chọn lại một phương pháp khác. Lắm lúc chúng ta phải chọn đi chọn lại 5-7 lần mới tìm ra được một phương pháp thật thích hợp. Phương pháp nào trấn định được tâm cảnh, tiêu trừ được mọi vọng niệm, thì đó là phương pháp hay nhất đối với mình. Cũng như đối với thầy thuốc, phương thang nào chữa đúng căn bệnh là phương thang đó hay nhất. Đối với chúng sanh, vọng niệm là căn bệnh, thuốc là danh hiệu Phật. Hễ phương pháp nào trừ được căn bệnh vọng niệm ấy, đó là phương pháp thiện xảo nhất, đừng nên câu nệ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giải thích rõ từng phương pháp một để hành giả y theo mà hành trì cho phải phép. Lại nên nhớ thêm rằng, trì danh là phương pháp tụng niệm của đường lối tu Tịnh Độ, đó là một trọng yếu.
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tham khảo về các phương pháp niệm Phật sau đây. Thứ nhất là niệm cao tiếng. Đem hết cả tinh lực toàn thân dồn vào một câu niệm Phật, khác nào những tiếng đại hồng chung, những tiếng sư tử rống ác cả trời đất và cả vũ trụ này. Theo phương pháp này, bị hao hơi, rác cổ nhiều, không thể trì niệm lâu được. Tuy nhiên, nó có công năng đối trị được bệnh hôn trầm, giải đãi, trừ khử được tạp niệm lăng nhăng. Khi niệm Phật, nếu thấy mơ màng, muốn ngủ gục, hoặc thấy tư tưởng bị dao động, hành giả nên mạnh mẽ để khởi tinh thần, cất cao dòng niệm to tiếng, làm trí não thức tỉnh, chánh niệm khôi phục, và sẽ được linh hoạt lại như cũ. Niệm Phật cao tiếng có tác dụng rất lớn lao. Hơn nữa, nó còn làm cho người hai bên nghe rõ tiếng niệm và khiến họ lần lần sanh khởi tâm niệm Phật. Ngày xưa, lúc Ngài Vĩnh Minh Thọ, thiền sư niệm Phật tại chốc núi Nam Bình, tỉnh Hàng Châu. Những người qua lại dưới chân núi nghe tiếng rang rảng như tiếng nhạc trời đánh giữa hư không, khiến cho ai nấy đều rất thâm cảm. Chính Ngài đã áp dụng phương pháp này làm vậy. Thứ hai là mặc niệm. Lúc niệm, môi miệng chỉ hơi mấp máy, không phát ra tiếng. Người ngoài nhìn vào không biết là đương niệm. Tuy không phát ra tiếng, nhưng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đương sáng ngời và rang rảng trong tâm thức hành giả vô cùng rõ ràng. Nhờ sự sáng ngời và rang rảng ấy mà tâm thần định tĩnh, chánh niệm ngưng tụ thành một khối, khiến cho hiệu lực của nó không khác gì hiệu lực của niệm Phật có tiếng. Phương pháp niệm này có tác dụng trong khi nằm nghỉ, khi tắm rửa, lúc bệnh quạng, lúc phóng uế, hoặc trong khi đang ở hội trường công cộng, hay khi lự thứ tha phương, vân vân. Tóm lại là trong những trường hợp không tiện niệm ra tiếng. Phương pháp thứ ba, niệm kim cang. Niệm thư thả, hòa quảng, tiếng không lớn quá, không nhỏ quá, bất luận là niệm bốn chữ hay sáu chữ, hành giả vừa niệm vừa lắng tai lại, nghe tiếng niệm của mình từng chữ một thật rõ ràng. Cứ vừa niệm vừa nghe như thế, trí óc sẽ không bị sao lãng và tâm thần định được. Phương pháp niệm này hiệu lực rất lớn lao, cho nên đem thí dụ với ngọc kim cang. Kim có nghĩa là vàng, thí dụ cho sự cô động cẩn mật, cang nghĩa là cứng, thí dụ cho sự cứng rắn. Vừa cẩn mật vừa cứng rắn thì ngoại cảnh khó xâm nhập và tạp niệm dễ bị đánh tan. Trong lúc niệm Phật, phương pháp này thường được dùng hơn hết. Với phương pháp này lại có tên là phản văn niệm Phật, có nghĩa là niệm chữ nào trở lại nghe chữ ấy. Chữ ra từ miệng lại trở về lại tay. Phương pháp thứ tư là niệm giác chiếu. Một mặt xưng danh hiệu Phật, một mặt quay tâm trí của mình trở lui soi xét tự tánh. Với phương pháp này, cảnh đối tượng trước mắt đều bị đẩy lùi hết. Chỉ còn một cảm giác linh động trong tâm thôi. Ấy là cảm giác tâm Phật, thân Phật. Cả hai cùng ngưng tụ thành một khối, sáng chói lọi, tròn dành dành. Ngoài ra, các cảnh giới bao la trong mười phương như sơn hà đại địa, nhà cửa khí cụ, nhất nhất thải điều mất tung tích, cho đến thân tứ đại của hành giả cũng không biết lạc mất chỗ nào. Được như vậy thì báo thân tuy chưa xả, mà cảnh tịch quán đã chứng. Danh hiệu Phật vừa tuyên lên là đồng thời hành giả chứng nhập tam muội, đem thân phàm phu dự vào cảnh giới chư Phật. Thật không có phương pháp nào so bằng phương pháp này. Nhưng có điều đáng tiếc là, trừ phi bậc thượng trí thì ít ai lãnh hội và thực hành nổi. Vì vậy mà sức cảm hóa của phương pháp này có hơi hẹp. Phương pháp thứ năm là niệm quán tưởng. Một mặt xưng danh hiệu Phật, mặt khác quán tưởng thân Phật và Bồ Tát trang nghiêm đang đứng trước mặt ta. Do tự kỷ ám thị, tưởng tượng ra các cảnh như cảnh Phật,
đường đưa tay thoa đầu ta, hoặc lấy áo phủ lên mình ta, hoặc như cảnh Đức Quan Âm và Đức Thế Chí đang đứng hầu hai bên Đức Phật, còn thánh chúng thì đang dây hai bên thân ta. Lại có thể quán tưởng cảnh đất vàng, hồ báo của thế giới cực lạc, với lâu đài tráng lệ, lưới báo bủa văng, hoa nở chim kêu, đường phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vân vân. Nếu quán tưởng này đã thành thục, thì tuy nhục thân đương ở cõi ta bà, mà thức thần đã vào chơi trên cực lạc. Hoặc nếu quán tưởng chưa chân thuần, thì nó vẫn có thể làm trợ duyên cho sự niệm Phật bằng cách giúp cho tịnh nghiệp dễ dàng thành tựu hơn. Phép tu quán tưởng này lâu ngày, càng thuần thục càng tạo được một ấn tượng rõ ràng và sâu sắc trong tầm mắt của hành giả. Đến một ngày kia khi báo thân suy tạ, trần duyên ở cõi đời này dù cám dỗ đến đâu cũng khó lôi cuốn khiến phải liên lụy. Như vậy, thắng cảnh cực lạc nhất thời đã hiển hiện ra trước mắt rồi. Phương pháp thứ sáu là niệm truy đảnh. Cũng giống như phép niệm kim cang vừa nói ở trên, nhưng giữa chữ trước và chữ sau, giữa câu trước và câu sau, đừng để xen hở. Chữ nọ bồi vào chữ kia, câu sau chồng lên câu trước, trung gian không cho dứt hở, nên gọi là truy đảnh. Truy nghĩa là đuổi theo, đảnh có nghĩa là đầu. Nhân vì chữ truy đảnh, câu câu truy đảnh một cách chặt chẽ, nên tạp niệm không cách gì xen vào được. Trong lúc niệm, do trong lòng tình tự khẩn trương, tâm và khẩu cùng lúc tiến một lần, phát sanh được chánh niệm. Oai lực của chánh niệm càng lớn thì càng lấn át tất cả, làm cho tâm tưởng vô minh tạm thời phải chìm lặng. Phương pháp niệm này có hiệu lực rất lớn, xưa nay thường được số đông các bậc tu tịnh nghiệp dùng đến. Phương pháp thứ bảy là niệm lễ bái. Đồng thời trong khi miệng niệm thì thân lại, hoặc niệm xong một câu lại một lại, hoặc bất câu miệng niệm nhiều hay ít, hãy cứ miệng niệm thì thân lại, thân lại thì miệng niệm. Có niệm có lại liên tục nên khiến cho thân khẩu hợp nhất, đồng thời trong lúc ấy nghĩ đến Phật nên cả tam nghiệp thân khẩu ý cũng tập trung, sáu căn đều thâu nhiếp. Như vậy toàn bộ thân tâm cùng hết thảy các giác quan đều quy về một mối, không còn có chỗ nào hở cho trần sự chen vào. Cũng không có một tâm niệm nào khác làm chao động tâm niệm tưởng Phật, nhớ Phật. Muốn áp dụng phương pháp này, phải đặc biệt tinh tấn. Hiệu lực của nó cũng đặc biệt lớn lao. Duy chỉ có một điều hại là lễ bái quá nhiều thì sinh nhọc sức, phí hơi thở. Người yếu không làm nổi, vậy chỉ nên kiêm dụng với các phương pháp khác, chứ không nên chuyên trì, sợ e mất sức sanh bệnh. Phương pháp thứ 8, niệm từng loạt 10 niệm, sổ tập. Khi niệm dùng chuỗi hạt để ghi số loạt, cứ mỗi loạt 10 câu. Sự ghi số có nhiều cách, hoặc niệm 3 câu một hơi, làm như vậy 3 lần, đến câu tiếp thì lần một hạt chấm câu, hoặc 3 câu một hơi, rồi 2 câu một hơi nữa. Như vậy 2 lần rồi lần một hạt. Như vậy là cứ mỗi khi lần một hạt chuỗi, tức là đã niệm xong 10 niệm. Phương pháp này bắt buộc tâm hành giả vừa niệm Phật là vừa phải nhớ số câu niệm. Cho nên dù tâm không chuyên, buộc cũng phải chuyên. Nhờ có sự cưỡng bức ấy mà đối trị được các tạp niệm lăng xăng, tâm trở nên chuyên nhất. Thực là một phương pháp hay và rất thích nghi với những kẻ nào tâm niệm quá chao động. Phương pháp thứ 9, niệm đếm theo hơi thở, tức là sổ tức. Niệm như pháp truy đảnh trước kia, không kể số danh hiệu Phật niệm được nhiều hay ít, chỉ dùng hơi thở làm chừng. Bắt đầu thở ra thì niệm, cho đến khi hết hơi thở, nghỉ niệm mà hít thở vào, khi thở ra lại tiếp tục niệm như trước. Cứ 10 lần như vậy thì gọi là 10 hơi niệm. Phương pháp này sở dĩ thiết lập ra đặc biệt dành riêng cho những người quá bận rộn, tiện cho sự thực hành hàng ngày.
Chẳng hạn như mỗi ngày sáng sớm ngủ dậy, sau khi rửa mặt súc miệng xong, dây về hướng Tây hoặc hướng trước Phật đài, bỏ ra 5 phút là niệm xong 10 hơi. Công việc không khó, như người tập thể thao làm những cử động hô hấp. Nếu ngày nào cũng chuyên cần như vậy, thì cũng nhất định được vãng sanh. Đây là căn cứ theo đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà mà thiết lập phương pháp này. Các vị cổ đức nghiên cứu và tu tập phương pháp thập niệm chính là phương pháp niệm theo 10 hơi thở này. Phương pháp thứ 10 đó là niệm theo thời khóa nhất định. Điều tối kỵ nhất trong phép niệm Phật là lúc bắt đầu thì hăng hái mà về sau lại giải đãi. Sở dĩ có sự thủy cần chung giải như vậy là vì không có tâm hằng thường. Cho nên, để giữ cho được thủy chung như nhất, ngay từ khi sơ phát tâm niệm Phật, hành giả cần phải tự vạch cho mình một thời khóa biểu nhất định. Một khi thời khóa biểu đã vạch sẵn rồi thì ngày ngày cứ y theo đó mà thực hành, tự gây cho mình một thói quen, và có như thế mới giữ được đạo tâm bất thoái. Trong buổi đầu, niệm nhiều hay ít chưa phải là điều quan trọng, vì nhiều hay ít còn tùy thuộc vào năng lực và hoàn cảnh riêng của từng cá nhân. Quan trọng là tại chỗ thường thời thực hành đều đều và chuyên nhất. Người xưa có chị mỗi ngày niệm đến 10 vạn hiệu, vị nào ít lắm cũng 5 vạn. Công dạng tu hành của họ thật là tinh tấn, dũng mãnh. Ngày nay hoàn cảnh thay đổi khác xưa rất xa, mà lực lượng của tự thân ta cũng không bằng. Vậy nên ta chăm trước hoạch định một công khóa thật với hoàn cảnh và vừa sức của ta để thực hành cho đúng mức. Sau khi đã hoạch định rồi thì dù phải gặp công việc bận rộn đến đâu cũng phải cố gắng hoàn thành công khóa. Dạng nhất, vì một lẽ nào đó mà không hoàn tất được ngày ấy thì qua hôm sau phải bổ khuyết kịp thời, chớ nên để rài lần mái lửa tạo thành cho ta một thói quen rất có hại về sau. Trong khi vạch quá trình, nên tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là vì sự hăng hái trong buổi đầu tự định cho mình một quá trình quá nhiều, về sau đuối sức không theo kịp rồi dạy bỏ luôn. Cực đoan thứ hai là vì sự e ngại, về sau theo không kịp nên dè dặt tự định cho mình một quá trình quá ít, không thấm vào đâu, rồi cũng dễ sinh ra giải đãi. Cả hai cực đoan đều đến kết quả như nhau. Cho nên trong khi quyết định quá trình, cần phải tế nhị, chăm trước, dung hòa giữa hoàn cảnh và năng lực thế nào để thích ứng mới được lâu dài và hữu hiệu. 11. Niệm bất cứ lúc nào. Với những hành giả đã huân tập được tịnh chủng khá thành thục thì tự nhiên phát ra tiếng niệm Phật bất cứ lúc nào, cơ hồ như có một sức lực dũng mãnh nào thúc đẩy bên trong, khiến cho hành giả hằng tiếng không lùi. Vì vậy mà dù công khóa đã hoàn tất, các vị này vẫn chưa cho là đủ, nên trừ ngoài giấc ngủ, bất luận ngày đêm trong bốn quay nghi là đi đứng nằm ngồi, không lúc nào, không chốn nào là không niệm Phật. Như vậy, câu Nam Mô A Di Đà Phật không lúc nào rời khỏi miệng, lâu ngày thành tập quán. Chuyện giảng sanh của người xưa còn ghi chép lại rất nhiều trường hợp giảng sanh do pháp môn niệm Phật này đem lại. Như có ông thợ rèn, tay đập búa, miệng niệm Phật. Bà làm nghề đậu hũ, tay xay đậu, miệng niệm Phật. Về sau, khi vừa dứt tiếng niệm Phật, cả hai đều được Đức Phật phóng hào quang tiếp dẫn và đều được tọa quá giảng sanh cực lạc. Chúng ta nên lấy đó làm gương. Nếu niệm được đến trình độ ấy, thì dù có định khóa trình hay là không còn định khóa trình, không còn là vấn đề nữa. Phương pháp thứ 12 là niệm hay không niệm vẫn là niệm. Phép niệm Phật nói ở đoạn trên chỉ là sự niệm thành tiếng phát ra nơi cửa miệng trong bốn loại quái nghi đi đứng nằm ngồi. Chữ niệm trong đoạn này là chỉ tâm niệm nhớ nghĩ đến Phật. Nói niệm hay không niệm vẫn là niệm,
có nghĩa là bất kể niệm thành lời hay không, luôn luôn trong tâm vẫn tưởng nhớ đến Đức Phật, tức là vẫn có niệm Phật. Sở dĩ miệng phải niệm Phật là cốt nhắc cho tâm tưởng nhớ đến Phật. Giờ đây, dù cho khi miệng không niệm mà tâm vẫn có tưởng nhớ, như thế cứu cánh của phép trì danh niệm Phật đã đạt được rồi vậy. Nếu hành giả thực hiện được phép không niệm mà niệm, thì bất luận thời gian nào, bất luận miệng có trì danh hay không trì danh, tâm lý lúc nào cũng vẫn để vào Phật. Như vậy, tịnh niệm đã kiên cường, liên tục, không hở, lòng như rào sắt vách đồng, gió thổi cũng không lọt, ai muốn đập phá cũng không xuể. Quyết không còn một trần niệm ô nhiễm nào có thể đột nhập khiến cho tâm chao động được. Lúc ấy, phép niệm Phật tam muội tự nhiên thành tựu, quả giảng sanh không cầu mà tự đến. Người xưa có nói, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tức là chỉ cho cảnh giới này vậy. Nếu như không phải là người niệm Phật đã lâu năm, và do đó công hạnh đã thuần thục, thì quyết không thực hành được pháp môn này. Hằng sơ cơ, quả thực khó mà nói theo. Cuộc đời thì đầy dẫy đau khổ. Tất cả chúng ta đều mong ước được hạnh phúc. Nhưng chừng nào mà ta còn bận tâm nhiều về sinh tử, các hoạt động của thế gian phàm tục, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Vì thế gian này thì hoàn toàn không thỏa mãn và tràn đầy đau khổ. Hiểu được thực sự điều này là nhận được một cú hích hay nguồn cảm hứng đặt chúng ta đi trên hướng đúng, giống như hỏa tiễn phóng đến đích đến của nó. Đôi khi người ta buộc tội Phật giáo là bi quan vì nói rằng cuộc sống là đau khổ. Như học giả Kapila Rahula nổi tiếng thế giới đã chỉ ra, Phật giáo không lạc quan cũng chẳng bi quan. Nếu có bất cứ điều gì thì đó là thực tế. Đạo Phật nhìn mọi thứ một cách khách quan. Khi thực sự nhận ra sự vô nghĩa, lúc cố gắng rút ra hạnh phúc từ thế gian mà thế gian thì không thực, chúng ta sẽ ngừng tự khiển trách khi thất bại trong việc mong muốn một cuộc sống thanh thản, và thay vào đó đi theo con đường đến niết bàn chấm dứt đau khổ. Đó là trí tuệ của con đường và mục tiêu. Đối diện với đau khổ của thế gian phàm tục cũng là một lý do quan trọng. Nếu muốn đạt đến mục đích, chúng ta cần khởi đầu từ nơi hiện tại, chứ không phải nơi mà chúng ta nghĩ mình sẽ đến. Đó là lý do tại sao bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật là về chân lý của đau khổ, tức khổ đế. Cái đầu tiên của Tứ Diệu Đế làm trọng tâm của giáo lý. Tứ Diệu Đế là khổ đế, tức chân lý của đau khổ. Tập đế, tức chân lý của nguyên nhân gây ra đau khổ. Diệt đế, tức chân lý của sự chấm dứt đau khổ. Và đạo đế, tức con đường của sự chấm dứt đau khổ. Và đó là điều tại sao chúng ta nên khảo sát cuộc sống của mình một cách khách quan. Nếu cuộc sống chúng ta hầu hết là sự lộn xộn và không hạnh phúc, ta cần phải thừa nhận và biết rằng đó là bệ phóng của chúng ta, nơi bắt đầu khởi hành con đường. Đau khổ, diệu đế thứ nhất. Hãy xem xét sâu hơn về bản chất của đau khổ mà chúng ta phải chịu. Chúng ta hoàn toàn quen thuộc với sự đau khổ được thấy xung quanh mình, chẳng hạn như sự chán nản, đau buồn, phiền muộn và bệnh tật. Những nỗi đau khổ phổ quát có thể nhận biết này được Đạo Phật xem là đau khổ của đau khổ, tức khổ khổ. Nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một nỗi đau khổ khác ảnh hưởng nhẹ lên mọi hoan hỷ và thỏa mãn của mình. Sự lo lắng về mọi điều tốt phải kết thúc và thay đổi. Con cháu chúng ta sẽ trưởng thành và rời bỏ mình. Những người chúng ta thương yêu sẽ chết. Chúng ta sẽ mất đi nhan sắc và sinh lực. Không chỉ mọi điều tốt bị chấm dứt, mà chúng còn có thể chuyển ngược và trở thành nguồn đau khổ. Vậy, việc đầu tư tài chánh đem lại ung bướu cho chúng ta, hút thuốc lá đem lại ung thư phổi. Điều này gọi là đau khổ phát sinh do thay đổi, tức hoại khổ. Thậm chí, ở một bình diện sâu hơn là sự đau khổ tràn khắp,
tức hành khổ. Loại đau khổ này vốn có sẵn trong năm uẩn, tức năm thành phần của sự hiện hữu cá nhân con người, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó, không có gì được thỏa mãn thực sự. Theo lời nói nổi tiếng của Đức Phật, mọi sự được hợp thành là đối tượng cho sự thay đổi và hoại diệt. Sự vật được hợp thành là những gì xuất hiện từ nguyên nhân và điều kiện. Chúng được tạo ra bởi những nguyên nhân và điều kiện, những nghiệp không lành mạnh của khái niệm nhị nguyên và cảm xúc phiền não, được điều kiện hóa và điều khiển bởi đau khổ. Sự đau khổ tràn khắp trong cách hoàn toàn thấm nhuần thế gian khiến chúng ta trở nên tê liệt với nó. Một phần của những lý do khiến chúng ta không nhận ra nó là không tỉnh giác về bất cứ hình ảnh nào của cuộc sống và không có gì để so sánh với chính mình. Do vậy, chúng ta hãy xem xét hoàn cảnh của mình từ viễn cảnh của chư thiên. Trong quyển sách Hành trình giác ngộ của tôi đưa ra một minh họa đơn giản. Hãy tưởng tượng chúng ta có một thân ánh sáng cầu vồng giống như những sinh linh trong cõi trời. Nó là một thân ánh sáng phi vật chất cho chúng ta bay bất cứ lúc nào khắp hư không. Không có bóng tối quanh chúng ta và không cần ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời, vì ánh sáng tỏa ra khắp khu vực quanh chúng ta. Không có áp lực hay đau đớn thân thể, vì thân chúng ta là phi vật chất, vô hình và bất hoại. Chúng ta hưởng thụ nó trong nhiều năm. Rồi một ngày nào đó, thân ánh sáng này đột nhiên thay đổi thành một thân bằng xương, thịt và máu, được che phủ bằng một túi da và đầy dẫy mọi loại uế trược. Chúng ta không thể di chuyển ngoại trừ việc đi bằng hai chân từng bước một. Chúng ta không thể thấy bất cứ gì nếu không có một nguồn ánh sáng. Chúng ta có thể dễ dàng bị va chạm, vỡ ra từng mảnh, bị xuyên thủng hay bị cắt rời, không bao giờ lành lặn hay đi lại được nếu không luôn cẩn trọng trông chừng, tránh né và vượt qua mọi thứ. Điều này sẽ là một dạng quá mức đau khổ. Lẽ dĩ nhiên, hạnh phúc của chư thiên không thể so sánh với hạnh phúc của trạng thái tối thượng, vì họ vẫn hiện hữu trong luân hồi. Chư thiên chắc chắn phải đau khổ khi thiện nghiệp của họ sụp đổ. Họ chết trong nỗi lo sợ khủng khiếp vì cảm thấy tương lai đau khổ đang chờ đợi họ trong lần tái sanh kế tiếp vào một trong những cõi thấp. Chúng ta phải nhớ, Đạo Phật dạy rằng tất cả chúng sanh trong thực tánh của họ đều có Phật tánh. Tánh giác ngộ đó là mục tiêu để nhận ra qua nhiều loại rèn luyện khác nhau như thiền định. Nhưng với đa số chúng ta, Phật tánh đó bị che phủ bởi nghiệp hỗn loạn, bám chặt vào sự chấp ngã và làm trầm trọng thêm bằng những cảm xúc phiền não. Như một kết quả, chúng ta rơi vào những cơn ác mộng lừa gạt của nhầm lẫn và đau khổ, bị sa lầy, lang thang không ngưng nghỉ trong sáu cõi, như một bàn xoay gốm quay liên miên. Đức Phật nói, do vô minh, tham lam và thích hợp, trong cõi trời, người và ba cõi thấp. Ba cõi thấp là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Năm cõi. Một số bản văn nói năm cõi thay vì sáu cõi, vì tính chư thiên và Atula là một cõi. Chúng sanh quay tròn một cách điên rồ, giống như bàn xoay gốm quay tròn. Như một con ong bay vòng quanh một căn phòng đóng kín, chúng ta sẽ bị tái sanh vào những cõi khác nhau tùy thuộc đặc tính ưu thế của thói quen nghiệp cho đến thời điểm đó. Một, nếu tâm chúng ta bị sự căm thù và tức giận thâm nhập, thì vào lúc chết, nhận thức của chúng ta sẽ xuất hiện trong thân tướng tái sanh ở địa ngục, bị thiêu đốt và lạnh cống, đau khổ và phiền muộn, bị áp bức và gây hấn. Những đặc tính của cõi địa ngục sẽ thành cuộc sống của chúng ta. 2. Nếu chúng ta keo kiệt và bủn xỉn, thì sau khi chết sẽ nhận thức chính mình bị sinh vào chỗ nghèo khổ, bị hành hạ bởi đói, khát và thiếu thốn cả ngày lẫn đêm, là những đặc tính của cõi ngạ quỷ. 3. Nếu tâm thức và hành động của chúng ta bị vô minh và ngu đần thấm nhập, chúng ta sẽ nhận biết mình bị đọa vào cõi súc vật và côn trùng. Chúng ta sẽ bị đau khổ vì náo loạn, hành hạ, nô lệ và bị giết thịt, là kinh nghiệm của cõi súc sanh. 4.
Nếu đầy dẫy khen tị, chúng ta sẽ nhận biết mình bị tái sanh vào cõi của những sinh linh hay gây chiến, hay bán thần Atula, ở đó bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi và kẻ thù. Chúng ta sẽ luôn bị lôi kéo vào những mưu đồ và giao chiến. 5. Nếu kiêu ngạo ghi dấu vào tư tưởng và hành vi, thì vào nước chết, chúng ta nhận biết sẽ xuất hiện như chư thiên ở cõi thiên đường. Ở đó, chúng ta sẽ lãng phí thời gian trong những sự giải trí đầy vui thích cho đến khi chết và bị đọa vào những cõi thấp. 6. Nếu tâm thức và hành động chúng ta được đặc tính hóa bằng tham dục và bám luyến, chúng ta sẽ tái sinh thành người. Mặc dù cõi người cống hiến cơ hội tốt nhất cho tiến bộ tâm linh, thậm chí nếu được sinh làm người, chúng ta vẫn phải đối mặt với một rủi ro lớn khi có thể bị lạc đường và có nguy cơ rơi vào cõi thấp hơn. Không thể nào biết được liệu chúng ta có tràn ngập ganh tị và thù ghét nên làm những điều tồi tệ để phản ứng lại những va chạm và bầm dập trong cuộc sống. Ngoài ra, sự tái sanh làm người thì đầy dẫy những đấu tranh. Không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ có năng lượng để thực hành hoạt động tâm linh. Hãy suy nghĩ kỹ những tranh đấu chúng ta đối mặt từ lúc sinh đến lúc chết. Trước tiên, chúng ta được sinh ra và đi qua tuổi vị thành niên. Kế tiếp, nếu may mắn, chúng ta sử dụng khoảng 20 năm kế tiếp để đi học. Sau đó, dành hết những phẩm chất tốt nhất của mình để lập gia đình và dùng phần lớn thời gian lúc thức để kiếm sống. Trước khi chúng ta kịp biết gì, việc về hưu đánh một cú và tuổi già tấn công bất ngờ. Chẳng bao lâu sau, việc đi lại, ngủ nghỉ và chăm sóc cho chính bản thân sẽ trở nên khó khăn đối với chúng ta. Các loại ốm đau bệnh tật sẽ lấp đầy cả ngày lẫn đêm với lo nghĩ, đau đớn và thèm khát. Chúng ta có thể làm tiêu tán tất cả những gì đã kiếm được và để dành suốt thời trẻ. Cuối cùng, cái chết sẽ chờ trước cửa và cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc. Thân xác chúng ta sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi và những nguyên tố của thân thể sẽ hòa nhập vào trái đất. Cuối cùng, ngay cả tên chúng ta cũng sẽ biến mất khỏi ký ức của thế gian. Chỉ còn lại tâm thức di trú quanh quẩn ở những cõi chúng ta đến. Trừ khi đạt được giác ngộ hay được tái sanh vào một cõi tịnh độ, ở đó tâm linh không bao giờ bị nuôi sục và một ngày nào đó sẽ đạt được giải thoát. Bên trên tất cả những đấu tranh này, con người cũng phải chịu đựng 4 tình thế khó khăn suốt cuộc đời họ. Nỗi sợ hãi phải nhận những gì mình không muốn, mất đi những gì ta yêu mến, và sự đau khổ của việc không đạt được những gì mình thích và gặp phải những gì mình ghét. Sự lựa chọn lành mạnh duy nhất là hãy tự giải thoát khỏi những đau khổ này bằng việc đi qua 3 giai đoạn sau. 1. Nhận ra những quan điểm, cảm xúc và cách cư xử tiêu cực của mình. 2. Chuyển từ tiêu cực thành tích cực. 3. Chuyển hóa tích cực thành hoàn thiện. Tham vọng có thể là một phẩm tính đáng thán phục. Phương Tây nói riêng được phú cho một tâm lý tự tin đáng kinh ngạc là có thể làm được. Chúng ta phải làm việc khôn khéo với hoàn cảnh thuận lợi của mình. Nếu đang chạy đua marathon và muốn về đích một cách xấu bằng cách cố nhảy trực tiếp về đến mức mà không bắt đầu từ mức khởi hành hoặc chạy toàn bộ tuyến đường, chúng ta sẽ không được đoạt giải. Thế nên, trong lúc nhắm đến giải thưởng cuối cùng là Phật quả, chúng ta cần khởi đầu với việc trước tiên là biết được chúng ta ở đâu. Chúng ta phải nhận ra rằng cuộc sống của mình đa phần là đau khổ và tiêu cực. Do vậy, phải khẩn cấp phát sinh việc giải thoát khỏi ngục tù của sự tạo tác của chính mình. Chúng ta cần chuyển từ tiêu cực thành tích cực bằng việc rèn luyện trong con đường của quan điểm tích cực, an bình, hoan hỷ và cuối cùng phải đạt hoàn thiện và giải thoát chính mình khỏi sự lệ thuộc gây ra bởi nỗi sợ đau khổ và thèm khát hạnh phúc bằng cách đánh thức tánh giác của tâm chúng ta. Phật giáo đưa ra một cách để giải thoát chính chúng ta khỏi gốc rễ của đau khổ qua việc rèn luyện từng bước một dẫn dắt chúng ta thẳng đến làn ranh cuối là trạng thái toàn giác. Thế nên, Đạo Phật duy trì một quan điểm thay đổi hoàn toàn mạnh mẽ.
rộng mở khiến ngăn ngừa sự thái quá của chủ nghĩa bi quan hoặc lạc quan. Ngài Long Thọ nói, với những ai có thể rộng mở, sự rộng mở hay tánh không, sự thiếu vắng của hiện hữu trong mọi hiện tượng, trong thực tánh của nó, thì tất cả đều có thể. Tiềm năng vĩ đại của cuộc sống. Có nhiều người bản tánh tự nhiên là hiền lành, vui vẻ và thông minh. Chỉ cần sự hiện diện của họ cũng đem đến an bình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Giả như chúng ta có thể mở ra khả năng này và tạo nỗ lực, thì sẽ không ai trong chúng ta là không thể đánh thức được bản tánh trong tâm này. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu tánh giác. Phẩm tính thực sự của chúng ta là an bình, hoan hỷ và thông tuệ. Những cảm xúc tiêu cực và biểu hiện không lành mạnh chỉ là phiền não, một loại của nhiễm ô chứ không phải Phật tánh của chúng ta. Đó là điều tại sao Phật giáo dạy chúng ta rằng cuộc sống con người là quý báu không ngờ, rằng chúng ta có thể sử dụng sự vô thường để cải thiện cuộc sống, rằng chúng ta có thể sử dụng luật nhân quả để bảo đảm một cái chết an bình và tái sinh hạnh phúc, và tất cả chúng ta có thể đạt được toàn giác. Mà điều này chỉ là việc nhận ra bản tánh vốn sẵn của mình. Chúng ta có thể kiếm được an bình, hoan hỷ và giác ngộ, không chỉ cho cuộc đời này mà còn cho những kiếp tới, và không những cho chính mình mà còn cho vô số người khác. Sự lựa chọn tùy thuộc chúng ta. Nếu trau dồi sự tỉnh thức của an bình, hoan hỷ, có nhận thức tích cực và làm mạnh mẽ những thói quen tốt này trong dòng tâm thức mình, thì sự tỉnh thức này sẽ chuyển hóa đặc tính cuộc sống và tinh thần của chúng ta. Những hoàn cảnh bất hạnh sẽ ít có hiệu quả với chúng ta, và sức mạnh của an bình và hoan hỷ sẽ chiếm ưu thế. Nhưng nếu ngay bây giờ không tận dụng cuộc sống, thì trong tương lai chúng ta có thể rơi vào sự đau khổ của nhầm lẫn, sợ hãi và đau đớn. Để đạt được mục đích, chúng ta phải đeo đuổi con đường tâm linh. Có thể là bất kỳ con đường nào khiến phát sinh sự tỉnh thức của an bình và hoan hỷ, nới lỏng mối ràng buộc của sự bám chấp tinh thần, tịnh hóa những cảm xúc phiền não và thanh lọc ngôn từ, hành động của chúng ta. Đây là cách duy nhất thay đổi những thói quen tiêu cực thành nghiệp công đức và nhận ra trí tuệ bên trong của chúng ta. Con đường của chúng ta có thể đòi hỏi bất kỳ hoặc tất cả những thực hành sau. 1. Sự thiền định theo dõi hơi thở của chúng ta và an trụ trong tỉnh thức của hơi thở mình từ lúc này đến lúc khác, nhằm đem lại sự thanh thản cho tâm và đánh thức trí tuệ thấu suốt. 2. Trao dồi tư duy và cảm nhận về tình thương và lòng bi về người khác, áp dụng tâm bi mẫn vào thực hành nhờ phục vụ những nhu cầu của người khác mà không có bất kỳ ý định ích kỷ nào. 3. Sùng kính đến một hiện diện thiêng liêng khiến mở rộng tâm thức và tấm lòng bao la, phá vỡ mọi buồn phiền tâm thức và những cảm xúc giới hạn. 4. Nhận thức thanh tịnh của cái thấy và chuyển hóa mọi đối tượng tinh thần thành nguồn lợi ích tích cực. 5. Suy niệm với một tâm rộng mở, sự tỉnh thức của chủ thể và khách thể hợp nhất. 6. Cố gắng thấy và cảm nhận những gì xảy ra trong cuộc sống là không thật, giống như một giấc mơ giả tạo, và được làm mạnh mẽ nhờ những khuynh hướng tinh thần của chúng ta. Đề mục cuối ở trên là một trong những khía cạnh để phân biệt của truyền thống Tây Tạng, được sử dụng trong yoga giấc mộng và những thiền định khác. Rèn luyện tâm để thấy cuộc sống như một giấc mộng, giúp nới lỏng sự ràng buộc của bám chấp và thèm khát vào cuộc sống này. Sau đó, khi những kinh nghiệm của cái chết và sau khi cái chết xảy đến trên ta, chúng ta sẽ thấy chúng là phi thực, giống như những giấc mộng, và sẽ có thể điều khiển chúng với sự thoải mái lớn hơn. Thỉnh thoảng người ta ngủ cũng kinh nghiệm một tỉnh thức tự nhiên, rằng họ đang mơ và những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng. Đó là những cách rèn luyện chính mình để có sự tỉnh thức như vậy, một kỹ thuật được biết là giấc mơ sáng suốt. Chúng ta có thể học hỏi để tỉnh thức với những cơn ác mộng của mình và nhận ra chúng như những giấc mơ. Bằng cách đó, làm cho sự sợ hãi hay mối đe dọa thành bất lực và chuyển chúng thành điều gì đó tích cực,
Tương tự, sau lúc cận tử, khi trong bạc đô, nếu có thể nhận ra những kinh nghiệm của mình trong bạc đô là ảo ảnh, mọi kinh nghiệm sợ hãi sẽ trở nên vô hiệu, hoặc thậm chí chuyển hóa chúng thành những hiệu quả tích cực. Người ta nói rằng nếu rèn luyện trong yoga giấc mộng, chúng ta sẽ có thể nhận ra những trạng thái sau khi chết. Trạng thái của bản tánh tối thượng và bạc đô hay giai đoạn chuyển tiếp là không thật và như huyễn. Cũng có nói rằng nếu chúng ta có thể nhận ra những giấc mộng của mình chỉ là giấc mộng được 7 lần, thì chúng ta sẽ có thể nhận ra bạc đô. Trong thực tế, thậm chí có một số người nói rằng những kinh nghiệm của bạc đô còn dễ thay đổi hơn những kinh nghiệm của giấc mộng. Nếu bạn có thể duy trì nhận biết của tánh sáng vào những lúc như giấc ngủ sâu, thì sẽ không khó duy trì tánh sáng của nền tảng vào lúc này. Theo Ngài Sê Lê, tư duy của chúng ta là điều quan trọng nhất khi rèn luyện vào lúc gặp những giấc mơ và bạc đô. Chúng ta sẽ tạo ra một thói quen tự nhắc mình rằng mọi sự chúng ta làm hay thấy là một giấc mơ hay bạc đô, một trạng thái trung gian. Nếu suy niệm sâu xa trên chân lý này, chúng ta sẽ chắc chắn đối phó thành công với bạc đô sau khi chết. Để thành công trong rèn luyện của chúng ta cho lúc sắp chết và sau khi chết, Mahayana, tức Đại Thừa, một trong những học phái lớn của Phật giáo, chỉ cho chúng ta trước tiên phải tìm một vị thầy thông tuệ, đáng tin cậy. Sau đó phải học hỏi những giáo lý các ngài đã ban cho ta. Chúng ta nên phân tích thông suốt những gì đã học và làm mạnh mẽ những kinh nghiệm trí tuệ của giáo lý qua thiền định. Chúng ta phải mở rộng tâm thức và tấm lòng đến tất cả chúng sanh, cảm nhận họ như mẹ của mình, người đã cho chúng ta cuộc sống và chăm sóc khi ta còn nhỏ và vô dụng ăn bám vào bà. Chúng ta nên gặp gỡ chúng sanh với một thái độ thanh thản, bi mẫn, từ ái và hoan hỷ. Chúng ta phải rèn luyện trong 6 ba la mật, tức 6 hoàn thiện, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ nhận biết chân lý như nó là. Do đó, Ngài Jigme Lingpa khai thị: trong lộ trình của cuộc sống, cầu mong con đạt được một cuộc sống tâm linh, làm vui lòng những vị thầy tâm linh, dựa trên trí tuệ của học hỏi, phân tích, thiền định và rèn luyện trong sự từ bỏ, quan điểm giác ngộ và 6 hoàn thiện. Giáo lý Đại Viên Mãn chỉ cho chúng ta biết rằng những gì làm sau khi chết là điều quan trọng. Khi gặp gỡ bản tánh quang minh và cái thấy quang minh hiện diện tự nhiên khởi lên trong lộ trình của bản tánh tối thượng, để biết phải làm những gì, chúng ta phải thiền định mạnh mẽ trong chính kiếp này. Trước tiên phải hiểu giáo lý về thực tánh của tâm mình. Chúng ta phải duy trì và làm mạnh những gì mình hiểu được bằng việc thiền định về nó. Sau đó, khi nhận ra thực tánh của mình, chúng ta sẽ nhận biết mọi sự xuất hiện trước mắt mình. Bất cứ những gì khởi lên trong tâm thức đều là sự hiện diện và biểu hiện của cùng một thực tánh. Do vậy, Ngài Longchen Rabcham khai thị: cuộc sống trôi qua trong chính khoảnh khắc hiện tại này. Chúng ta phải xác định sự nhận biết của trí tuệ của tánh giác nội tại mình như pháp thân. Sau đó, duy trì năng lực thiền định tự nhiên trong trạng thái trong sáng từ nó. Nên mọi hiện tượng xuất hiện đều là năng lượng của trí tuệ hiện diện tự nhiên. Chúng ta có cơ hội đáng ngạc nhiên trong đời này nếu theo đuổi con đường tâm linh đúng đắn để đạt thành tựu cao và nhận ra thực tánh của mình là Phật quả. Chúng ta cũng có cơ hội kỳ diệu để chuyển tâm thức mình đến một cõi tịnh độ nếu có lòng sùng mộ chư Phật và cõi tịnh độ, như của Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ Cực Lạc. Nó cũng có thể là vị Phật và tịnh độ khác như Tara và tịnh độ của Ngài. Nhờ rèn luyện trong sự thiền định vô qua, sự chuyển di tâm thức, chúng ta có thể trực tiếp tái sanh vào cõi tịnh độ. Bằng cách đó, không cần phải đi qua những giai đoạn khác nhau của lộ trình cận tử. Ngoài ra, những thiền giả khác có thể thực hiện vô qua cho chúng ta trong lúc mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử
và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.